Trong bài số 16 chúng ta sẽ tiếp tục làm chất liệu gỗ như này. Sau đó áp dụng, hoàn thiện thêm, nâng cao hơn đối với cái tủ. Chào các bạn. Video các bạn đang coi được để chế độ riêng tư, chỉ áp dụng đối với những bạn học 3ds Max online có trả phí. Để mua full bộ giáo trình thực hành 3ds Max online, được xem những video riêng tư cũng như nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ tôi trong quá trình các bạn coi video thực hành và những vấn đề liên quan, các bạn có thể liên lạc với tôi qua số phone hoặc nhắn tin cho tôi qua địa chỉ Facebook. Ở dưới phần hiển thị thêm dưới mỗi video, các bạn sẽ thấy những đường link cho các bạn preview trước full bộ video này, các bạn sẽ học được cái gì và làm được cái gì.